từ giây trở đi nhá, nếu mà mẹ gọi cho cô không được ấy thì xong việc, cô phải gọi lại cho mẹ. Cô cứ như thế này bảo sao mẹ hay khó chịu. Em đi làm chứ có phải là em đi chơi đâu. Mẹ đến tận cơ quan rồi mang gói hạt điều đến. Mẹ làm thế là có ý gì? Tôi đang hỏi cô là tại sao cô không nghe máy của mẹ? Hay là cô biết là mẹ nên cô không nghe? Hả? Dạ vâng. Con chào mẹ ạ. Sao ấy? Mẹ chồng gọi về à? Gọi về ăn cơm. Chả bao giờ có kế hoạch gì cả. Kệ. Chị thấy à, Liên ý là sướng nhất cơ quan mình đây. Gia đình chồng có điều kiện, đi làm thì nhởn nha nhởn nhơ như đi chơi ấy. Này, chịu khó chiều bá một tí, mai bá còn cho thừa kế. Đấy là mọi người nghĩ thế thôi, chứ trước giờ ấy, vợ chồng em vẫn tự lực hết ấy. Ồ, thế sao bảo là hai đứa ra ở riêng? Thế xong rồi mẹ chồng còn suốt ngày sang chăm lo các kiểu này nọ, sướng thế mà vẫn còn kêu khổ. Ở riêng ấy, nhưng có khác gì ở chung đâu. Việc gì bá cũng soi, mọi sinh hoạt trong nhà bá chỉ đạo hết ấy. Nhưng mà không phải động tay động chân vào cái việc gì. Đã thế thì không phải đón con. Đúng. Cái gì cũng có giá của nó đi ông ạ. Đúng. Câu này chuẩn. Mẹ chồng chị nhá, ở quê lên với chị có mấy hôm thôi mà chị cũng phát điên lên. Nó như kiểu là không hợp ý. Nhưng mà em là vợ hai cơ mà, chị tưởng em phải lên mặt được chứ. Thật ra là cũng phải nhịn nhịn à. Mẹ chồng mà chị. Con ơi. Này, thế cái Liên nó không về cùng con à? Liên đang dở việc chắc không về ăn cơm được đâu mẹ. Con nói thế nào rồi chứ, đến chính khách thì cũng chả bận đến cái giờ này. Liên bận công việc không về được thì thôi, mẹ cằn nhà cằn nhằn. Mà cái Mít đâu ạ? Thì nó ăn cơm xong xuôi hết cả rồi, nó đang chơi trên nhà với ông. Chiều nay là con cũng bận nhiều việc lắm đấy, vì mẹ làm nhiều đồ ăn nên con phải bỏ mấy cuộc hẹn đấy ạ. Con ạ, à, bận gì thì bận, hẹn với ai thì hẹn, nhưng mà cũng phải để ý đến vợ nhá. Thế tóm lại là có chuyện gì ạ? Mẹ nói luôn với con đi. Liên sáng nay nó ở cơ quan chứ đi đâu ạ? Mà nhiều khi cô ấy đang dở việc, có phải nói ra ngoài là ra được ngay đâu. Đang dở việc, bận cái gì ở cơ quan, chỉ bận nhún nhảy thôi con ạ. À, Thành về rồi đấy con. Bố ạ. À, tôi cũng nói với mẹ anh rồi, nhưng mà mẹ anh không nghe. Mà tôi thấy dạo này bà can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng chúng nó nhiều quá rồi đấy. Ông lại bắt đầu đấy. Ông thì biết cái gì? Ông lạ thật đấy. Mà con ạ, mẹ thì mẹ nghĩ này này, con muốn bận gì thì bận, muốn làm gì thì làm, mình cũng phải cần biết xem là vợ đi làm giờ nào thì về. Đôi lúc con để vợ tự do quá, lúc thì mặc hở trên, lúc thì mặc hở dưới, lúc thì váy vít tít mù tung xòe lên. Ăn mặc như thế thì được cái gì? Chỉ tổ béo mấy cái thằng nứng nựng ở ngoài đường thôi con ạ. Mẹ cứ nghĩ quá lên như thế. Vợ con nó phải giao tiếp nhiều, nhiều khi là phải ăn mặc đẹp, ăn mặc lịch sự rồi. Để còn đi lấy tin viết bài đấy chứ ạ. Dạo này bênh vợ khiết nhỉ. Anh bị làm sao đấy? Từ giây trở đi nhá, nếu mà mẹ gọi cho cô không được ấy thì xong việc, cô phải gọi lại cho mẹ. Cô cứ như thế này bảo sao mẹ hay khó chịu. Em đi làm chứ có phải là em đi chơi đâu. Mẹ đến tận cơ quan rồi mang gói hạt điều đến. Mẹ làm thế là có ý gì? Tôi đang hỏi cô là tại sao cô không nghe máy của mẹ? Hay là cô biết là mẹ nên cô không nghe? Hả? Anh bị dở hơi à? Em bận việc, em không cầm điện thoại thì em không biết mẹ gọi. Mà có mỗi cái gói hạt điều thôi, gửi cũng được, làm sao mà phải đến tận cơ quan để đưa? Hay là mẹ muốn kiểm tra xem em đang đi làm hay em đang đi chơi? Nếu mà cô quang minh chính đại, tại sao cô không nghe máy rồi ra gặp mẹ? Thế thì có chuyện gì xảy ra? Em nói mà anh không hiểu à? Em đã nói là em rất bận, em không cầm điện thoại thì em không biết mẹ gọi. Mà anh về anh nói lại với mẹ anh nhá. Từ giờ trở đi, nếu như không có việc gì thì đừng có đến cơ quan tìm em. Chỗ làm việc chứ không phải chỗ dành cho mối quan hệ gia đình. Này này, cô quá đáng quá rồi đấy nhá. Dù sao đấy cũng là mẹ của tôi, cô cư xử cho đúng phận làm con dâu đi. Đừng có bố láo.